Kính lạy Đức Thầy Thích Ca Mâu Ni Phật, kính lạy các vị cổ đức, tiên hiền, thánh nhân. Ông Phụ Tử, tiên nhân Lão Tử, Đức Chúa Giê-xu, Đức Mô-a-mét và các vị cổ đức, tiên hiền, thánh nhân khác. Hôm nay có duyên lành Pháp, hôm nay chúng ta sẽ nói về vấn đề cầu an và cầu siêu. Nhiều người thì quan niệm cầu an, cầu siêu là mê tín, là không có tác dụng. Tại vì họ vẫn còn nặng tâm phàm, nặng tâm đời, chưa có định lực, chưa có giữ giới nên mới suy nghĩ như vậy. Cầu an là gì? Là cầu cho thân tâm thanh thản, an ổn, an lạc, hạnh phúc. Dành cho người chết ngay trong cuộc sống hiện tiền ở trên gian này. Còn cầu siêu là cầu cho dông lên cho linh hồn của người mất được siêu thoát, giải thoát, không bị sa đọa. Nhưng các vị cổ đức, tiên hiền, thánh nhân, Đức Phật thì chủ yếu là truyền đạt cho người chúng ta cách để mà sống an ổn, hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tiền ở trần gian, chứ không có chú trọng nhiều về các vấn đề mà siêu thoát. Cầu siêu ở ngày sau, chúng ta tu được, siêu thoát được hay là sa đọa là cái chính, là do lúc chúng ta sống ở trần gian này với cái tâm như thế nào. Thì ngày sau chúng ta sẽ đến cảnh giới đó. Còn mà những người không tin nhân quả mà cả đời làm việc xấu ác, rồi đến lúc lâm chung bầu trời khẩn Phật mời nhiều vị pháp sư cao tăng đến tụng kinh cầu cho siêu thoát thì rất là khó. Khi xưa Đại Hiếu Mục Kiền Liên là đã chứng quả La Hán là thánh tăng. Khi mà xuất thần xuống địa ngục thấy được mẹ của ngài là bà Thanh Đề đã bị đọa, tức đã bị đọa xuống địa ngục, thì ngài đã dùng hết năng lực của mình để mà cứu, nhưng mà cũng không cứu được. Khi ngài dùng thần thông biến ra một chén cơm đưa cho bà Thanh Đề, thì chén cơm biến thành lửa đỏ. Ngài rất là đau lòng nên về xin hỏi ý của Đức Phật, thì Đức Phật mới dạy là phải hợp nhiều cao tăng chư tăng lại mới cầu cho bà có thể thoát khỏi cả địa ngục. Cho nên vấn đề cầu siêu rất là khó. Nên khi chúng ta còn là thân người, chúng ta còn sống, chúng ta cố gắng giữ giới, làm lành đến giữ, thì ngày sau chúng ta mới có thể đến được cảnh giới tốt đẹp, không bị sa đọa. Còn vấn đề cầu siêu, cái linh hồn của người chúng ta thì có, còn ai mang niệm mà chết là hết là một quan niệm sai lầm của những người vô thần. Ngày nay cũng rất nhiều nhà khoa học đã nghiên cứu được tới chỗ con người chúng ta có linh hồn. Khi mà cái xác thân này chết đi, có một nguồn năng lượng thoát ra. Và chính mắt tôi cũng đã từng thấy hồn phách của con người trong một lần thiền định ở ngay đây. Khi mà quay lại thì thấy được. Mà tiếc là cái clip đó thì bị mất rồi. Rồi có vị, nhiều vị lấy trong Bát Nhã Tâm Kinh là câu là chiếu kiến ngũ uẩn dây không, là sắc thọ tưởng hạnh phúc, sắc thọ tưởng hành thức đều là không. Thì họ hiểu lầm đây. Không ở đây không phải là không còn, không có gì hết, mà không ở đây là không có vướng mắc, chứ không phải chết là hết, là thân này trở về tứ đại,
sắc thọ tưởng hành thức đều trở về không. Không đây là không vướng mắc chứ không phải là không còn, không biết, không có gì hết. Nếu không còn, không có, không biết, không có gì hết thì chúng ta tu làm cái gì? Nếu vậy một đời những người làm ác, một đời những người làm thiện, tu hành rồi cũng trở về các bụi, không còn gì hết giống như nhau. Vậy thì việc tu hành cũng không có ý nghĩa gì. Nếu mà nói không vướng mắc thì thật ra chỉ có những vị đắc quả A-la-hán trở lên mới không vướng mắc thôi. Còn ngoài ra ba quả thánh dưới là nhập lưu, nhất lai, bất lai, là vẫn còn vướng mắc. Dù là quả bất lai đi nữa cũng mới chỉ nhận được 3/4 Phật tánh thôi, vẫn còn 1/4 phiền não vô minh. Cho nên trong thời mặt pháp này, nếu chúng ta muốn giải thoát thì nhất định phải có cầu vào tha lực, chứ nếu mà chỉ tự lực thì rất là khó. Cho nên ngay trong cuộc sống hiện tại, hiện tiền, lúc chúng ta còn thân người còn sống, chúng ta cố gắng giữ được ít nhất ngũ giới, không làm cái điều ác mà nên làm cái điều lành, thì may ra chúng ta khi mà cái thân giả tạm này trở về các bụi thì chúng ta không có bị đọa xuống 3 đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn ngay bây giờ chúng ta không hiểu nhân quả, không tin nhân quả, mà mỗi ngày đều tạo nghiệp sắc sanh, gian tham, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói lời thô ác, rồi ăn nhậu, rượu bia, cà phê, thuốc lá, ly bì, cùng những chất gây nghiện, gây say, vân vân, thì ngay bây giờ chúng ta tại đây chúng ta đã mê mờ, là đã là tâm 3 đường ác, chắc chắn ngày sau chúng ta sẽ xa đọa. Nên nhiều người hỏi khi chết thì chúng ta đi về đâu, thì rất đơn giản, chúng ta nhìn lúc sống cái tâm như chúng ta, của chúng ta như thế nào thì chết chúng ta sẽ đến cảnh giới như thế đó. Thí dụ như cảnh giới địa ngục là không tin nhân quả, độc ác hại nhau, chẳng kính, tham bạo, địa ngục, khổ đau. Còn súc sanh á là ngu si, biến lười, dối gạt, phóng bơi, làm thân súc vật, đền trả cho người. Còn mà ngạ quỷ á là tham lam, bọn sẻ, ích kỷ, ghét ghen, thấy lợi dành trên, ở khổ hoành hành. Còn cảnh giới người á là giữ gìn ngũ giới, hoặc ít hoặc nhiều, sang hèn thọ yếu, theo nghiệp cảm chiêu. Là để còn được thân người thì ít nhiều chúng ta phải giữ được 3 giới trở lên, thì chúng ta mới còn được đủ tư cách để làm người. Nhân lễ nghĩa chí tín, nhân là không sát sanh, lễ là không tà dâm, nghĩa là không gian tham trộm cắp, tính là không nói dối, không thâm thập, không nói lời thô ác, chuyện không nó có, chuyện không nó không, trí là không dùng những thứ gây say, gây nghiện, rượu bia, cả thuốc lá, ma túy, thuốc lắc, vân vân. Mà trong 5 giới này thì cái giới sát là cái hành động, như Ấn Quang Đại Sư có nói là hàng ngày dù chúng ta không trực tiếp sát sanh nhưng chúng ta ăn thịt của chúng sanh,
ăn máu thịt chúng sanh là cũng là đã cộng nghiệp chung với những người nô tể, những người trực tiếp giết. Tại vì nếu không có người ăn thì sẽ không có người giết. Cho nên cố gắng chúng ta thừa tiến đến chỗ ăn uống thuần thực vật, thuộc theo tự nhiên, không sát sanh, ăn máu thịt của muôn loài được là tốt nhất. Rồi nếu chúng ta muốn thuần thực vật, thuộc theo tự nhiên theo lối thực dưỡng được là lối ăn uống tốt nhất cho sức khỏe. Rồi cố gắng giữ thân tâm thanh tịnh, mỗi ngày đều làm lành lĩnh giữ thân khẩu ý, thì chắc chắn chúng ta sẽ có sức khỏe tốt. Còn nếu hàng ngày chúng ta tạo nghiệp không giữ giới thì chắc chắn thân tâm chúng ta sẽ không an ổn, cái bệnh hoạn nó sẽ kéo tới. Cho nên phước lộc thọ là do chúng ta tạo ra, chứ không phải do thần thánh tiên Phật nào ban cho chúng ta, do tự lực chúng ta là chính. Còn phần tha lực là có, nhưng là phần phụ. Cái chính là chúng ta phải sống theo lời của cổ đức tiên hiền thánh nhân Đức Phật dạy thì chúng ta mới hưởng được lợi lạc. Như phước là chúng ta phước lộc thọ, phước ăn, ăn uống có trần lộc thì thanh thọ, phước mặt thì thanh phước, phước ngủ thì thanh lộc. Mỗi con người chúng ta đều có Phật tánh, thượng đế tánh trong lòng mỗi người chúng ta. Cho nên chúng ta biết trở về chính mình, làm chủ được chính mình mới là quan trọng nhất, chứ không phải là chúng ta cầu xin vào tha lực bên ngoài nhiều mà chúng ta không biết, không hiểu nhân quả, không trở về với mình, không giữ giới hành thiện, mà chúng ta chỉ biết cầu xin thì cũng không hưởng được lợi lạc gì nhiều trên thế gian này, mà kể cả ngày sau. Rồi nói đến 10 pháp giới thì tiếp theo là Atula là ác thần. Thì cảnh giới này thì phước báo như trời, nhưng mà lại kém đức, tức là kém vơi, sân hận thập đố em đóng mọi nơi. Còn những vị mà có hành thập thiện là hàng chư thiên, bố thí cúng dường, hành thập thiện nghiệp là hàng chư thiên. Rồi nếu chúng ta tu tập cao lên thì cảnh giới tâm của chúng ta sẽ thăng hoa hơn. Cho nên ngay ở trần gian này tuy mang cái xác thân phàm tục bất tịnh như nhau, nhưng mà cảnh giới tâm hồn mỗi người đều mỗi khác. Những vị thánh nhân cũng mang cái xác phàm cho chúng ta, nhưng mà họ hơn chúng ta là hơn ở cái phần tâm hồn, phần trí huệ. Trí huệ thì khác cái phần tri thức. Trí huệ là cái phần tâm hồn, phần đức hạnh, phần đạo đức, phần thánh thiện. Thánh ở đây là thánh thiện, chứ không hẳn những vị thánh nhân là đã là phải có phép thuật thần thông biến hóa này kia mới là thánh nhân. Thánh nhân ở đây là thánh thiện, là những vị có đức hạnh cao cả, tâm hồn lương thiện trong sạch, thanh tịnh, từ bi, hỷ xả. Còn người thế gian nghĩ tu hành là phải có phép thuật thần thông biến hóa này kia vân vân. Có những vị tu đến một cảnh giới nhất định thì sẽ có những năng lực đặc biệt, nhưng mà những cái đó cũng là sở đoản, là phụ thôi, nó không thay đổi nhân quả được, nó không có giúp chúng ta siêu tham giải thoát. Cho nên trong lục thông thì cái lậu tận thông mới là cái quan trọng nhất để mà dứt trừ sanh tử luân hồi. Còn những cái thứ ngũ thông trước á, là thiên nhĩ, thiên nhãn, tha tâm, thần túc, túc mạng, nghe xa thấy xa, có thể thăng thiên độn thổ, nhìn thấy được quá khứ vị lai,
vân vân, xuất hồn vân vân, thì những cái năng lực đó cũng rất là hay, nhưng mà nó không bằng cái lậu tận. Lậu tận thì chỉ có những vị đắc quả thứ tư, tứ quả, thánh quả, a la hán mới đạt được thôi. Và phía trước vẫn còn chưa có lậu tận được, vẫn còn nghĩ ra, vẫn còn ta ít nhiều, vẫn còn khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước, vẫn còn ta ý tạp niệm khởi lên. Còn một vị a la hán là tâm trí đã hoàn toàn thanh tịnh trong sạch, không còn phiền não, không còn màng chuyện thế sự. Mà nếu họ có màng đến thì họ cũng chỉ là phương tiện để mà độ nhân thôi. Cho nên trong thời mặt pháp vật chất lên ngút trời này thì rất ít vị nào mà có thể đạt được tới cảnh giới này. Nếu họ có đạt được thì họ cũng ẩn thân chứ ít khi mà xuất hiện nhiều, thì sợ ma quỷ hãm hại. Cho nên trong thời mặt pháp này chúng ta ít nhiều cũng phải có nương theo tha lực của thần vật, có niệm Phật A Di Đà, có kết hợp theo tịnh độ, thì may ra chúng ta có thể giảm trừ phiền não đến nghiệp phản sinh khi mà hết báo thân này lâm chung. Còn nếu mà tự lực thì chắc không có ai mà giải thoát được đâu, nếu có thì chắc rất là ít. Cho nên về cái vấn đề cầu an, cầu siêu thì chúng ta hãy chú trọng cái phần cầu an, cầu cho thân tâm an ổn ngay bây giờ tại đây. Mà muốn tâm an thì phải an tâm bằng trạch di giới, làm lành đánh giữ ba cái giới 6, 7, 8, 9, 10 thì nó khó, cái đó là cái hạnh ít ai làm được, chỉ một số ít vị chuyên tu không có, còn lao động không có làm chuyện, làm những chuyện thế gian nữa, thì may ra họ mới có thể làm được. Còn hầu hết những người sống trong xã hội hiện đại, những người hạ căn trung căn chúng ta, thì chúng ta cố gắng giữ được ngũ giới, không làm việc xấu mà làm được các việc lành là tốt lắm rồi, không sát sanh. Chúng ta cố gắng ăn chay là không sanh, tùy duyên, tùy khả năng của chúng ta. Ví dụ mỗi ngày chúng ta thấy kiến, gián, chuột, những con vật nhỏ trong nhà chúng ta cố gắng hạn chế giết chúng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Nếu chúng ta thật tâm, chúng ta nói chuyện một cách nhỏ nhẹ đàng hoàng với chúng, là chúng ta nói, thí dụ chúng có bôi vô đồ ăn thì chúng ta nhích ra một ít đồ ăn cho chúng ăn, và chúng ta nói quý Bồ Tát, kiến, chuột, gián, đừng có quấy rầy, để tôi bố thí cho quý vị một ít thức ăn, rồi quý vị hãy cố gắng cùng niệm Phật của chúng tôi để mà có thể thoát kiếp súc sanh hoặc bản sanh cực lạc, không còn rõ lạc trong luân hồi sinh tử nữa. Thì chúng ta thành tâm nói chuyện như vậy, chúng ta không có tâm giết hại chúng thì từ từ chúng sẽ nghe. Cái đó là cái giới quan trọng nhất. Trong các ác nghiệp thì chỉ có cái nghiệp sát là lớn nhất. Cho nên nói theo đời thì tất nhiên là tội mà giết người cũng là nặng nhất. Thứ nhì là không gian tham trộm cắp mà bố thí. Bố thí thì tài thí, vui thí, pháp thí, giúp đỡ về thì tài vật chất, về sức lực, về hay ý đẹp. Chúng ta làm được bao nhiêu hay bấy nhiêu, chúng ta bố thí tiền tài vật chất thì chúng ta được phước đức tiền tài vật chất. Bố thí về sức khỏe thì có sức khỏe, bố thí về pháp thí thì chúng ta có trí huệ, cho nên chúng ta cố gắng phước huệ song tu được là tốt nhất, tùy duyên tùy khả năng của chúng ta.
Còn nếu mà làm quá khả năng thì tất nhiên cũng không có tốt, tùy duyên thôi chứ đâu có phán duyên. Tùy duyên là chúng ta thấy thì chúng ta giúp được cho khả năng chúng ta, còn mà phán duyên là chúng ta truy cầu thì cũng là không có tốt, sẽ trở thành vọng tưởng thế tục, nó không tà dâm mà tiết dục. Trong đời thì cố gắng chúng ta một vòng một vòng thôi, còn nếu mà rồi một hoặc tối đa hai con thôi, rồi nếu mà vợ chồng không sống chung với nhau được thì chúng ta cố gắng tu hành giải thoát được thì tốt hơn. Còn nếu mà chúng ta sợ tội tà dâm thì chúng ta chỉ nên lấy thêm một người nữa thôi, chứ đừng có nhiều, sẽ trở thành nghiệp chướng cũng rất là nặng. Khi mà nợ chồng chúng ta nhiều thì chúng ta sẽ rất là khó nhiếp tâm khi mà niệm Phật thiền định. Còn con cái thì một tối đa là hai thôi, nếu mà quá là chúng ta cũng phạm giới không có biết tiết dục. Mà thực tế trên cuộc đời những gia đình mà tạo nhiều con nhiều cháu quá thì cũng lâu dài thì sao cũng rắc rối lộn xộn. Cho nên chúng ta cố gắng biết tiết chế tham sân si, sống theo lời của Đức Tiên Hiền Thánh Nhân dạy là tốt nhất. Là ngay bây giờ tại đây, ngay cuộc sống trần gian này là chúng ta đã hưởng được an lạc, đã có niết bàn rồi. Vui vẻ thì là cảnh giới trời, còn buồn rầu sầu não bi thương đau khổ đó là cảnh giới địa ngục hạ quỷ súc sinh. Cho nên khi sống chúng ta sống với cái tâm như thế nào thì ngày sau chúng ta sẽ đến cảnh giới đó, chứ không có khó. Ví dụ như cái tâm chúng ta thích gặp những người tu đạo nói đạo lý, ăn chay hành thiện tích đức, thì chúng ta sẽ gặp những người có cùng cái tâm như chúng ta, cái tâm chúng ta thì dẫn chúng ta đi gặp những người như vậy. Còn nếu chúng ta thích ăn nhậu cờ bạc rượu chè vân vân thì chúng ta sẽ gặp những người có cùng cái tâm, cùng cái cảnh giới của chúng ta. Cho nên cái tâm chúng ta dẫn chúng ta đi, cái nghiệp chúng ta dẫn chúng ta đi, chứ không có một vị nào mà có thể mà phán xét hay là dẫn dắt điều khiển chúng ta được. Do chúng ta là chính, do nhân quả của chúng ta là chính. Thế gian này hết thảy những chiến tranh thiên tai dịch bệnh cũng là do nhân quả thiện ác của con người chúng ta mà ra. Dịch bệnh là do con người chúng ta sát sanh, ăn thịt nhiều tạo ra dịch bệnh, chiêu cảm, động đất cũng vậy. Còn thủy tai là do những tham, phong tai là do niệm si, hỏa tai là do niệm sân. Chiến tranh cũng là do tâm tham, người muốn tranh giành nhiều mới có chiến tranh. Mà tham sân si cũng từ cái si mà mới ra tham ra sân. Muốn mà không được thì sân, mà được rồi thì muốn được nhiều hơn thì tham. Cho nên chúng ta biết thiểu dục chi túc thì chúng ta sẽ bớt được phiền não, bớt tham bớt sân. Mà muốn thiểu dục chi túc thì chúng ta phải giữ giới, ăn vừa đủ mặc vừa đủ ở vừa đủ. Thiểu dục chi túc biết đủ thường vui. Còn chúng ta tham nhiều thì chúng ta sẽ phiền não nhiều, khổ nhiều. Chúng ta sở hữu nhiều cũng vậy. Bởi vậy khi xưa Thái tử Siddhartha mới từ bỏ cung vàng địa ngục
rồi đẹp, khôn ngoan đi tìm con đường giác ngộ giải thoát. Em biết trong cái cảnh hưởng dục lạc như vậy thì chắc chắn sẽ không thể giác ngộ giải thoát được. Cho nên người phàm tục chúng ta cũng vậy, dù chúng ta sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải biết sử dụng di túc lấy giới làm thầy, thì ngay bây giờ tại đây chúng ta mới có thể hưởng được cuộc sống thanh thản là hạnh phúc. Còn nếu chúng ta lục căn chúng ta không có thanh tịnh, cứ chạy theo lục trần thì chắc chắn chúng ta sẽ phiền não dài dài, khổ đau dài dài. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ buông. Rồi chữ thứ tư là khẩu nghiệp, cũng rất là quan trọng. Lời nói chúng ta tuy không có gươm đao nhưng mà cũng có thể làm tổn thương sâu sắc rất là lớn đến những người xung quanh. Cho nên chúng ta đầu tiên là không nên nói dối, không nên lừa gạt những người xung quanh. Bởi vì những người mà chúng ta lừa gạt được là những người tin tưởng chúng ta mới lừa gạt được. Nhưng một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta cũng có thể nói dối được, nói giảm, nói tránh để cho họ bớt đau buồn. Ví dụ như bác sĩ nói về vấn đề mà tình trạng sức khỏe thì họ có thể nói nhẹ, nói giảm bớt thì cũng không có hại cho ai, không hại mình, hại người. Còn nếu mà chúng ta nói dối lừa gạt người ta để mà lợi mình, hại người thì cái đó là không tốt. Rồi không nói theo dệt tâm thọc, không nói lời thô ác, chửi thề nói tục, nói lời chia rẽ, nói lời vô bổ. Tốt nhất chúng ta nên nói lời nhẹ nhàng, từ tốn, ôn hòa, ngay thẳng, chân thật, dịu dàng. Muốn nói được lời ngay thẳng, chân thật, dịu dàng thì chúng ta phải thiền định nhiều, khi mà cái tâm chúng ta phẳng lặng, bớt xao động, bớt những gợn sóng thì tự nhiên cái thân, cái ý chúng ta nó sẽ tự tốn ôn hòa. Vạn pháp đều từ tâm tưởng sanh, do tâm ý chúng ta mà ra là chính. Cho nên mỗi ngày chúng ta phải cố gắng có thực hành thiền định hoặc là tụng kinh, thì chú, niệm Phật gì đó để cho chúng ta, tâm trí chúng ta phẳng lặng trở lại, thì cái thân, cái khẩu chúng ta nó mới thanh tịnh được. Thân khẩu thanh tịnh là dự từ tâm, từ ý mà ra. Rồi chết thứ năm này cũng rất là quan trọng, là không dùng những chất gây say như rượu, bia, cà phê, thuốc lá, gây ghiền, ma túy, lắc, mà phải quán cuộc đời là vô thường, vô ngã, khổ đau. Khổ là chúng ta vướng mắc nhiều, vô thường là thời gian, vô ngã là không gian. Cho nên chúng ta biết buông bớt thì chúng ta sẽ bớt phiền não, bớt khổ đau. Đời này, kiếp này mà chúng ta giữ được ngũ giới, hành được thập thiện, là cảnh giới chúng ta là cảnh giới chư thiên rồi. Chắc chắn ngày sau sẽ về cõi lành, cõi trời, hưởng phước báo nhân thiên, du chú quan quyền ngày sau sung sướng. Nếu có đầu thai làm người thì cũng đầu thai vô những gia đình hạnh phúc tốt đẹp, có đạo đức, chứ không có đầu thai vô những nhà ăn nhậu cờ bạc, xì ke ma túy vân vân. Còn năm cái giới sau là dành cho những vị mà chuyên tu, rất ít ai làm được, mà nói chúng ta làm được thì càng tốt. Không đặt ác sướng, không đến những chỗ vui chơi tiệc linh đình thì tâm chúng ta sẽ thanh tịnh hơn. Rồi không nằm giường cao với lộc,
chiếu lớn, ngồi chiếu lớn xinh đẹp, rồi không ăn mặc quần áo tơ lụa đắt tiền, son phấn, rồi lạp để vun đắp cho cái xác thân phàm tục này, mà chỉ mặc một ít đồ đạo vân vân. Thì nếu chúng ta giữ được những cái hạnh này thì tâm chúng ta sẽ càng thanh tịnh hơn, chúng ta sẽ niệm Phật được nhất tâm hơn, thiền định được sâu hơn. Rồi giữa thứ 9, thứ 10 thì càng tốt. Thứ 9 là không ăn quá ngọt, là không ăn quá 3 giờ chiều. Thứ 10 là không giữ tiền bạc của cả trang sức đồ quý. Và trong thời hiện đại này, nếu chúng ta mà không có làm, rất ít ai mà làm được. Nếu mà không có phương tiện thì chúng ta cũng không có sống được. Mà đa phần chúng ta đều học hành làm việc cho tới tối. Nếu mà chiều tối chúng ta mà nhịn thì chúng ta không có đủ năng lượng để mà hoạt động. Cho nên năm cái hạnh sau á, thì dành cho những vị chuyên tu không có làm việc gì hết thì may ra mới có là thể thực hành được, thì rất là ít. Cho nên hàng thượng hạ căn, những vị đó là thuộc hàng thượng căn, còn những hàng mà hạ căn trung căn chúng ta cố gắng chúng ta giữ ngũ giới hành thập thiện được là tốt lắm rồi. Còn nếu mà lên được tám giới trường trai giới sát đoạn trừ dâm dục được, nếu mà sống đời sống vợ chồng, tiến lên được tám giới, không có sống đời sống vợ chồng nữa, xem nhau như bằng đạo để cùng dẫn dắt nhau lên con đường tiến hóa giác ngộ giải thoát được thì càng tốt. Nhưng mà chúng ta đời này kiếp này chúng ta giữ được ngũ giới hành thực tập thiện là tốt lắm rồi, và cũng ít người làm được trong thời mặt pháp này rồi. Thì tóm lại, cầu an là chúng ta cầu cho thân tâm chúng ta được an ổn ngay trong cuộc sống hiện tại, khỏe mạnh, thân tâm an ổn, ít phiền não, ít lo âu, ít khổ đau. Còn vấn đề cầu siêu thì có chứ không phải mê tín, nhưng mà nó khó. Những người mà nghiệp chướng sâu dày, tội nghiệp nặng, một đời không có tu hành giữ giới mà nếu mà chết muốn cầu cho siêu thì rất là khó, phải học nhiều cao tăng cầu thì may ra tội nghiệp của họ có thể giảm bớt. Chứ nói mà nếu hết hoàn toàn mà bản sanh cảnh giới tốt đẹp thì như những vị mà chân tu, những vị mà cả đời tu hành có giữ giới thì rất là khó. Luật nhân quả luôn công bằng, không chừa một ai. Những người làm việc xấu ác mà ngay trong cuộc sống hiện tại mà nếu họ vẫn sung sướng hạnh phúc là do phước báo trong quá khứ của họ vẫn còn, mà cái nghiệp báo đời này kiếp này của họ chưa trổ ra thôi, chứ không phải là không có. Nhân quả không phải không có, nhưng mà thời gian càng nhiều thì cái quả càng lớn mà thôi. Cho nên chúng ta biết thương yêu muôn loài, ăn uống thuận thực vật, thuận theo tự nhiên, biết thiền định, biết giữ giới, làm lành đánh giữ, sống thiện lương và tin sâu luật nhân quả là phúc, là hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tiền ở trần gian này. Ngay bây giờ tại đây vợ cảm thấy sao? Nguyện cầu tất cả mọi người đều thân tâm và thể chúng sanh trong khắp hư không pháp giới đều thân tâm thường thanh thản, an lạc vô sự, vui vẻ an lành hạnh phúc ngay trong cuộc sống hiện tiền ở trần gian này, và sớm ngày hoàn toàn giác thọ giải thoát viên mãn khỏi khổ đau phiền não sanh tử luân hồi, rồi đều đồng thành tránh qua chính xác thần đạo, thánh đạo, tiên đạo, bồ tát đạo, phật đạo, tam bản sanh về cực lạc quốc cõi nước yên vui khi hết báo thân này. Ô...
Mani Pat Nam quy mệnh viên ngọc như ý trong bản thể chân tâm như hoa sen thanh tịnh tự ngã thành thụ nhân chi sơ tánh bổn thiện. Mỗi người chúng ta khi sinh ra đều có tánh thiện, thực tánh, thực đế tánh như nhau, nhưng vì gia đình, nhà trường, xã hội dần dần làm tiêu nhiễm bụi trần, làm cho tấm gương tánh, thực đế tánh này bị phai mờ dần theo năm tháng. Cho nên tu hành là chúng ta quay trở về nhận lại cái tâm thanh tịnh, Phật tánh, thượng đế tánh của mỗi người chúng ta vốn có mà thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Sakya Muni Buddha. Sato Sato Nam Thầy Nam Thầy Quý Hóa Thầy. Những vị nào mà còn trẻ, còn sức khỏe tốt, xương khớp chưa bị đau nhức nhiều á, thì chúng ta thiền định, thiền tĩnh, song tu được là tốt nhất. Còn những vị nào lớn tuổi, sức khỏe có xuống, xương khớp có đau nhức, nếu chúng ta ngồi không nổi thì ngồi ít thôi, mà chúng ta tập trung niệm Phật được thì sẽ hay hơn. Những cái chính thì cũng là giới định huệ thôi, giữ giới, đắc giới á, thì tâm định, đắc định thì khai huệ, đơn giản vậy thôi. Quan trọng là chúng ta có chịu làm hay không. Mới đầu ngồi thiền thì chúng ta có thể sẽ hơi đau nhất, nhưng mà chúng ta giữ giới cho kỹ, cơ thể chúng ta nó khi mà chúng ta ăn uống thuần chay theo thực dưỡng được nữa thì càng tốt, thì thành lọc cơ thể chúng ta, cơ thể chúng ta nó gọn gọn thì chúng ta sẽ ngồi thiền được tốt hơn, lâu hơn. Giữ giới cho kỹ, tâm chúng ta thanh tịnh hơn, sẽ ngồi thiền, sẽ thiền và định được sâu hơn, lâu hơn, niệm Phật được nhất tâm hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Và chúng ta nên tốt nhất là sắm thêm cái máy niệm Phật, lá bồ đề để mà hỗ trợ cho chúng ta mỗi ngày là tốt nhất. Yeah.